Đây là quà mọi người mua cho mình, mọi người sợ mình ốm yếu ốm đau các thứ ấy, thế là lại có một mình, thế là mọi người mua thuốc với cả mua đồ cho, bảo là ăn thôi bồi dưỡng cơ thể cho nó nhanh khỏe. Thì có một chị bạn mình rất là quý, thế là định tại vì chị cũng tốt với mình ấy, chị cũng định chị cũng hay giúp mình. Thế là định mang vào biếu chị ít nho, nhưng mà chị lại không có nhà. Bình thường mình cũng ít đi chợ đấy, cho nên là hầu như là toàn là mọi người mua hộ đấy, cho nên là cũng ít mua đồ đấy. Thì mọi người mang đến biếu, mọi người mang đến cho mình dịp mình đang mệt mệt. Thế là bảo là định với chị em quý nhau thì mang vào biếu chị một ít, nhưng mà chị lại không có nhà. Chị lại không có nhà thì để lâu cũng sợ nó hỏng ấy. Thế là thôi mình lại ăn hết vậy. Mời mọi người nhé, nó có nhiều loại nhé, nho này có nhiều loại. Mình thấy khi là mọi người mang quà đến biếu mình hoặc là tặng mình á, thì mình thấy có nhiều loại nho, mỗi cái nho ngon một kiểu, nho xanh hay nho chín mỗi loại đều ngon một kiểu. Mình cũng thích được quan tâm, mình cũng nhận ra như thế. Ngày xưa thì bạn ấy, tại vì là quá nhiều thời gian cho công việc, không có thời gian, gọi là không có thời gian để tiếp nhận cái sự quan tâm và chăm sóc của mọi người, tại vì bạn. Nhưng mà bây giờ mình có nhiều thời gian hơn, thì mình cũng thích tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của mọi người. Nhiều khi ngày xưa mà hẹn gặp nhau cũng khó luôn ấy. Mọi người nấu sẵn rồi, xong mình không đến được, tại vì bận vào lúc cuối, thế là lại dỗi nhau. Nhưng mà bây giờ thì không bị như thế nữa, bây giờ là hẹn là đến luôn, không bao giờ gọi là không sợ bận rộn hay là không sợ công việc đột xuất này. Công việc bây giờ nó cũng dễ, công việc của mình bây giờ nó cũng dễ điều chỉnh hơn so với ngày xưa ấy. Nó không bị như trước cho nên là dễ hơn. Nếu mà hẹn rồi là gần như là không bao giờ có chuyện nhỡ nhá, thì không bao giờ có chuyện là mọi người nấu nướng xong rồi xong là mình lại không đến nữa, không bao giờ có chuyện như thế. Bây giờ đã hẹn là đến mà. Trước là nhiều khi mọi người thì tặng đồ cho mình ấy, đến còn không gặp mình. Bây giờ ở nhà suốt là mọi người đến là luôn luôn gặp mình, và mọi người biếu tặng là thật ra là nếu nó không quá sức của mọi người, hay là nó không 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 tức là nó chỉ gọi là bình thường thôi đấy, mình nhận hết. Xong là khi mà thư thả mà có thời gian rồi thì cũng thích được quan tâm. Thích ngồi ăn vặt này lắm. Ô, nho này ngọt lắm nhé, mua khéo. Mình thỉnh thoảng mình đi chợ mình còn phải mua nhầm nho chua, nhưng mà mọi người mua cho mình, mọi người hay mọi người chọn, nhờ mọi người đi chợ có khi còn chọn được đồ ngon hơn mình tự đi. Mình nhớ lần trước mình muốn đi cho thoáng chân, thế là mình không nhờ mọi người nữa, mình đi mình mua ít củ đậu với cả hoa quả. Thế là mình mua mấy cân củ đậu về nhà thối lần một nửa, tại vì là không để ý, thế là chọn nhầm, đến nhiều khi có một củ đậu mà
và gọt hết đi một nửa tại vì thối. Là bởi vì cái lúc chọn ấy mải buôn chuyện, vừa buôn chuyện vừa nhặt. Đi ra gặp mọi người mới nhưng mà buôn chuyện hợp, thế là vừa buôn chuyện vừa nhặt, nhặt xong đến lúc cân xong về nhà bắt đầu mới phát hiện ra thối hết một nửa. Cà rốt các thứ cũng thối. Nói chung là mình đi chợ không khéo bằng mọi người. Mọi người đi chợ khéo hơn. Thực ra là nếu như trường hợp mà mình không bị phân tâm mà chỉ tập trung vào chọn đồ đấy thì đồ cũng ngon lắm á. Chọn cũng khéo phết đấy. Nhưng mà mải buôn chuyện là thôi chả nhớ cái gì nữa. Kiểu vậy. Mọi người chọn nho ngon, ăn ngọt lắm. Ngọt mà kiểu là rắn, rắn rắn quả nho á. Mình ăn bây giờ mình cũng phải bóc bóc cái ấy đi này, bóc cái đầu này đi này cho nó đấy. Cho nó sạch. Rửa rồi ngâm nước muối nữa. Nhưng mà ngâm nước muối thì cũng không không nó chỉ hơi hơi gọi là ấy một tí xong rồi bỏ ra thôi. Nhưng mà rửa rồi đấy. Đây này, khi mà mình nho này mình cứ bóc hết các cái vỏ ra ăn thì nó sẽ sạch hơn, đảm bảo sức khỏe hơn, mất công một tí đấy nhưng mà nó sạch hơn. Thực ra là gọi là cũng tùy chứ bây giờ đang rảnh rảnh ấy thì bóc được, chứ mà lúc mà vội vội xong lại mệt mệt á thì ăn cả vỏ á. Thực ra ăn cả vỏ cũng không sao, mình rửa sạch xong bắt đầu ngâm nước ấy rồi ăn cả vỏ cũng không sao. Ăn được tí đã chán rồi đấy. Tại vì ăn nhiều đồ linh tinh quá. Đây này, bóc được ra như này. Khi mà mình có thời gian mình bóc ra như này, ăn nó ngon hơn. Đây là bánh ngọt. Mình cũng thích ăn bánh ngọt. Những cái đồ này cứ ăn vặt được cả ngày luôn ấy.
Nó có nhiều loại bánh ngọt ấy, nhưng mà nhiều khi có một số loại thích ăn điên lại ấy. Bánh bông lan, trứng muối, bánh ngọt các kiểu ấy, nó cũng không quá đắt. Từ mà vài nghìn cho đến vài từ mấy nghìn cho đến vài trăm nghìn thôi. Nó cũng bình dân, nó không đắt, nhưng mà ăn nó cũng dễ ăn. Mặc dù là ăn lớp kem ở giữa rất là béo, nhưng mình lại thích cửa hàng này làm bánh ngon. Bởi vì là cái lớp kem thì béo mà không tanh, còn cái lớp bánh bông này nó tan trong miệng, mềm tan trong miệng, hơi có vị sô cô la bên trên nữa là pha trộn rồi, ăn hay phết. Nói chung là cứ không phải là thực ra là quan trọng là tay nghề của người làm ấy. Nhiều khi bánh đắt chưa chắc đã ngon bằng những cửa hàng bánh bình dân đâu. Nhiều thợ làm bánh bán ở cả những cửa hàng bình dân là bởi vì là không có tiền thuê mặt bằng và làm marketing. Đâm ra là người ta chỉ có đủ khả năng là bán ở những cái khu vực mà vừa phải thôi. Và chính vì thế mà tay nghề họ làm rất tốt, chất lượng bánh ăn rất là ngon, ngon hơn so với cả cái loại bánh đắt tiền hơn mà giá lại rẻ. Nhưng mà nhiều cửa hàng bình dân ấy không biết cách làm, ăn tanh ngòm ngòm ấy, nhiều khi cắn được một miếng xong là vứt phần còn lại vào trong thùng rác, hên xui. Nhưng mà mình cũng phải khám phá mình mới tìm thấy được. Bánh này làm không tanh tí nào, ăn mềm tan trong miệng. Nói chung là thợ làm bánh này làm cũng được. Có lúc mình thích nhâm nhi một tí thôi, có lúc thì muốn mình ăn bánh thật to.